Trong ngày 13 tháng 2, tức mùng 4 Tết, ngày khai mạc Hội Xuân Núi Bà Đen, rất đông du khách từ khắp nơi về Núi Bà Đen tham quan chiêm bái. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông đã sẵn sàng các phương án triển khai cho người dân và du khách lưu thông an toàn, thuận tiện. Để chủ động phòng ngừa tình huống ùn tắc giao thông, các sự cố có thể xảy ra tại khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen trong ngày khai mạc Hội Xuân năm Giáp Thìn 2024, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Tây Ninh huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thực hiện tuần tra kiểm soát, phân luồng, chỉ huy điều khiển giao thông tại các giao lộ, trên tuyến đường trọng điểm dẫn vào khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen trong ngày diễn ra lễ Hội Xuân Núi Bà Đen năm 2024. Phối hợp chặt chẽ với Công an thành phố Tây Ninh, Công an huyện Dương Minh Châu trong chỉ huy điều khiển giao thông tại các chốt, kịp thời xử lý tình huống ùn tắc giao thông theo phương án của Công an tỉnh. Được sự phân công của ban lãnh đạo Công an huyện, tại cái cổng sao Núi Bà Đen, lực lượng phối hợp giữa Cảnh sát Giao thông tỉnh, Công an thành phố Tây Ninh và các lực lượng cảnh sát khác bố trí làm phân công nhiệm vụ làm từ 4 giờ sáng ngày mùng 4 Tết. Thì thấy cái lưu lượng phương tiện tham quan Núi Bà Đen bắt đầu từ 5 giờ sáng là lực lượng lưu lượng phương tiện rất là đông. Công an tỉnh đã chủ động xây dựng phương án bố trí phân luồng đảm bảo nên cái lưu lượng phương tiện là thông suốt, chỉ có kẹt xe cục bộ những vị trí đường chật hẹp thôi. Lực lượng cảnh sát giao thông được chia thành 5 tổ đứng chốt chỉ huy điều khiển giao thông tại chốt ngã tư Đại Đồng. Từ lúc 4 giờ sáng, lực lượng cảnh sát giao thông đã có mặt tổ chức phân luồng, triển khai đặt rào chắn tại các điểm mở dãy phân cách cứng trên đường Bời Lời, cho xe lưu thông một chiều từ ngã tư Đại Đồng đi vào núi, hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông. Lễ hội Xuân Núi Bà năm 2024 thì Công an thành phố bố trí lực lượng đảm bảo an ninh trật tự là xuyên suốt. Trong đó thì lượng cảnh sát giao thông có đảm nhận nhiệm vụ giải quyết cái tình hình an toàn giao thông trên cái khu vực từ mùng 1 Tết đến hết tháng Giêng. Trong những cái ngày này thì lực lượng cảnh sát giao thông phải đảm bảo quân số ứng trực và thực hiện nhiệm vụ thường xuyên trên địa bàn. Tại khu vực ngã ba Nghĩa Trang Liệt Sĩ Hòa Thành, lực lượng đứng chốt chỉ huy điều khiển giao thông cho triển khai rào chắn từ đầu dãy phân cách cứng trước Nghĩa Trang Liệt Sĩ Hòa Thành đến vị trí giao lộ đường vào Vạn Phát Cung và tổ chức phân luồng, hướng dẫn phương tiện lưu thông một chiều từ ngã tư Đại Đồng đi vào núi, cấm tất cả loại phương tiện đi ngược ra hướng ngã tư Đại Đồng. Lực lượng cảnh sát giao thông đã đặt các biển chỉ dẫn hướng đi tại trước các điểm giữ xe tự phát để nhân dân biết hướng di chuyển sau khi lấy xe ra về, đồng thời bố trí lực lượng ứng trực tại từng cổng của các điểm giữ xe để hướng dẫn phân luồng giao thông, nhắc nhở người dân khẩn trương cho xe vào bãi hoặc di chuyển, không để dừng đổ gây cản trở giao thông. Kiên quyết nhắc nhở không cho các loại phương tiện dừng đổ, người dân dựng lều quán, mua bán hàng rong, các hộ giữ xe ra đường đón khách gây cản trở giao thông đoạn từ ngã ba về ngã tư Đại Đồng. Mấy anh mà chiến sĩ mà công an nè hoặc là quân dân tự vệ nè thì là đi tuần tra liên tục luôn, mà hỏi thăm tới đâu là chỉ tận tình tới đó. Hội Xuân Núi Bà Đen được xem là lễ hội lớn nhất và được trông chờ nhất, không chỉ người dân trong tỉnh mà cả ngoài tỉnh. Chính vì thế, lượng người và phương tiện đổ về trong ngày mùng 4 Tết rất đông. Ngoài việc đứng chốt chỉ huy, lực lượng cảnh sát giao thông Công an Tây Ninh còn tổ chức tuần tra kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông khu vực cổng trước, cổng sau khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen và các tuyến đường đi vào khu du lịch Núi Bà, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân và du khách.